Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày quan điểm tiếp theo của các thành viên đến từ đội SD. Thương lái là một tầng lớp có lý do để tồn tại. Bởi vì sao? Họ là những người có sự am hiểu về thị trường, cũng như là những người luôn đồng hành với quá trình sản xuất của người nông dân và quá trình làm ăn của các doanh nghiệp. Họ là những người mà không quản ngại đường xá xa xôi, tới tất cả những vùng hẻo lánh nhất để thu gom hàng về cho các nhà máy. Họ cũng là những người không quản ngại ngày hay đêm, nắng hay mưa để có thể đến tận nơi nuôi trồng thủy sản, chọn lọc và thu mua hàng hóa. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, thương lái không chỉ biết tạo dựng mối quan hệ của mình trong làng xã, mà họ còn biết mở rộng và vươn ra các thị trường nước ngoài. Chính vì những lý do nêu trên, đặc điểm của thương lái hoàn toàn phù hợp với đặc thù của nền sản xuất nông sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và thật vậy, vai trò của thương lái là vô cùng quan trọng và không thể loại bỏ trong giai đoạn hiện nay của nước ta. Nếu chúng ta chấp nhận việc loại bỏ thương lái thì chúng ta sẽ đối mặt với những hậu quả sau đây. Thứ nhất, về vấn đề thu nhập và việc làm, nước ta hiện nay là có hàng triệu nghìn thương lái làm việc trong tất cả các lĩnh vực và trong tất cả các ngóc ngách của thị trường. Nếu chúng ta loại bỏ thương lái thì chúng ta lại làm mất đi hàng triệu miếng cơm, manh áo và nguồn sống ổn định của hàng triệu con người này. Vậy ai sẽ đứng ra giải quyết vấn đề việc làm này cho họ? Thứ hai, gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tiêu thụ đầu ra của chính nông dân. Thương lái chính là những người điều hòa hàng hóa từ nơi cung đến nơi cấp. Nếu chúng ta loại bỏ thương lái, có nghĩa là chúng ta làm tắc nghẽn mạch lưu thông hàng hóa từ nơi cung đến nơi tiêu dùng, thì dẫn đến hàng hóa của người nông dân sẽ khó khăn trong việc tiêu thụ. Việc loại bỏ thương lái trong giai đoạn hiện nay là không thể phù hợp. Nếu chúng ta loại bỏ thương lái, thì khoảng cách giữa người nông dân và người tiêu dùng vốn dĩ đã xa, nay còn lại xa hơn nữa. Có thể thấy là dù chỉ là phiên biện luận đầu tiên nhưng có vẻ là các đội thi của chúng ta đã rất là nhiều năng lượng. Các bạn đã thể hiện thật tốt, thật sáng tạo và rất thú vị trong phần thi của mình. Và bây giờ đây, quan trọng hơn hết là chúng ta hãy chờ xem hai đội thi của chúng ta sẽ đến với phần phản biện như thế nào. Và chúng ta sẽ có hai lượt phản biện ở mỗi đội thi và mỗi lượt như vậy sẽ kéo dài trong vòng 4 phút. Như vậy thì đội SD là đội vừa kết thúc phần trình bày quan điểm của mình, cũng sẽ là đội bắt đầu phần phản biện. Nhóm các bạn đã trình bày rằng thương lái là người có hành vi ép giá đối với nông dân. Nhưng đó chỉ là những trường hợp con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Tôi lấy ví dụ một thực tiễn như sau. Khi mà tình trạng người nông dân sản xuất cà phê ở tỉnh Đắk Lắk đã phàn nàn về tình trạng doanh nghiệp công ty Cát Quế thu mua ép giá nông dân, họ đã thu mua trả giá thấp hơn 3.000 đồng so với đầu vụ. Khi người nông dân chở cà phê tới bán cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp lại nói rằng vì chở bằng xe máy cho nên là thu mua về giá thấp. Lý do này có thể chấp nhận được không ạ? Và gia đình tôi quê ở Bình Thuận. Và khi mà nhà tôi trồng rất là nhiều thanh long, khi mà thương lái đến mua thanh long, họ trả với 9.000 đồng một kg. Trong khi đó, mẹ tôi không bán, mẹ tôi đã đem thanh long đến doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên doanh nghiệp lại trả với giá 8.000 đồng một kg. Vậy trong trường hợp này, ai mới là người ép giá ai đây? Các bạn nói hành vi ứng xử của thương lái hoàn toàn phụ thuộc theo tín hiệu của thị trường, dẫn đến tình trạng được mùa mất giá. Nhưng được mua mất giá phụ thuộc vào một quy luật vô cùng quan trọng, đó là quy luật cung cầu. Cho dù thương lái điều khiển ép giá cỡ nào thì cũng phải phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Và hơn nữa, người ta buôn bán là muốn kiếm lợi nhuận, thương lái đương nhiên cũng muốn kiếm lợi nhuận. Giữa một cái khoảng mà nguồn cung tăng cao như vậy, giá giảm xuống nhưng lại bắt họ trả một mức giá cao hơn, vậy thì lợi nhuận họ kiếm ở đâu? Vậy việc họ làm thương lái có hiệu quả gì? Hiện tại thì nông dân của chúng ta đang có một xu hướng, đó là trồng ồ ạt cái sản phẩm mà có lượng giá cao, dẫn đến là nguồn cung nông sản trong mùa thu hoạch ở mùa sau của cái sản phẩm đó tăng cao một cách đột biến. Nên là cái giá cả nó cũng sẽ giảm xuống một cách đột biến, bởi vì do người nông dân đã trồng quá nhiều, chạy theo xu hướng nên là giá giảm xuống, nên thương lái mới phải lấy. Dựa theo quy luật cung cầu thì thương lái sẽ lấy một mức giá thấp hơn. Do đó với cái việc mà lấy giá thấp như vậy, thương lái, hành vi của thương lái đã một phần góp phần điều chỉnh cho người nông dân rằng là không nên chạy theo xu hướng ồ ạt trồng theo một loại cây, mà loại cây đó ồ ạt trồng theo một loại cây có giá cao trong thời điểm trước đó. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cung cầu, ảnh hưởng đến hàng hóa trong thị trường hiện nay. Xin được cảm ơn SD, các bạn đã rất xuất sắc hoàn thành phần phản biện đầu tiên của mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem các thành viên của đội TTH sẽ nói gì ở phần phản biện đầu tiên này. Đội bạn và tất cả các mọi người ngồi trong khán phòng ngày hôm nay, khi bước chân ra chợ, các bạn mong muốn mua được một hàng hóa tươi sống, tươi ngon, hay các bạn muốn mua được một hàng hóa đã qua dự trữ từ trong kho bãi của những người được gọi là thương lái từ ngày này qua ngày nọ, và lấy điều gì để đảm bảo rằng những kho bãi mà các thương lái xây dựng nên họ đáp ứng đúng được cái quy chuẩn để đảm bảo thực phẩm, giống như các doanh nghiệp đầu ra họ đã có giấy phép kinh doanh, đã có kiểm chứng
Trong khi thương lái, rõ ràng các bạn cũng đã khẳng định rằng thương lái là một nghề không có giấy phép kinh doanh, và chính vì không có giấy phép kinh doanh nên họ mới dễ dàng lật lọng và lách luật. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phản biện cuối cùng của các thành viên đến từ đội SD. Xin mời các bạn. Thương lái là không có giấy phép kinh doanh cho nên là không có được, sẽ dẫn đến là dễ dàng rủi ro. Tôi cho rằng là nhận xét này là còn phiến diện không đúng, bởi vì khi mà họ xây dựng hình ảnh thương lái của mình, họ cũng có trách nhiệm xây dựng về uy tín của mình để tạo uy tín lâu dài để mua bán. Trong quá trình đưa hàng hóa từ người sản xuất đến với người tiêu dùng, thương lái đóng vai trò là một khâu trung gian quan trọng. Nhưng trong khâu trung gian đó không chỉ có thương lái mà nó còn tồn tại những thành phần khác như là người bán lẻ, người bán buôn hay những người thu gom khác. Và do vậy không thể nói rằng việc hàng hóa đến tay với người tiêu dùng không đảm bảo chất lượng mà với giá đắt hơn là hoàn toàn đến từ thương lái. Ngoài ra thương lái còn có chức năng ngoài việc là hỗ trợ về phương tiện vận tải, họ còn có hỗ trợ về mặt tài chính cho người dân. Nếu người dân có thể khó khăn về tài chính thì thương lái sẵn sàng đầu tư và theo kiểu cho trước và mua sau. Như vậy là chúng ta không nên loại bỏ thương lái trong giai đoạn hiện nay, cũng góp phần là giúp ích cho nông dân. Và trong quá trình suốt 35 năm qua, thương lái đã luôn đồng hành bên cạnh người nông dân cũng như quá trình sản xuất và làm ăn của họ. Có lẽ là cũng phải nên nhắc lại một vài câu nói khá ấn tượng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã phát biểu về vai trò của thương lái trong thời buổi công thương nghiệp hiện nay. Đáng lẽ phải trao huy chương cho các ông bà tứ thương, không có mấy ông bà dân Thành phố Hồ Chí Minh chết hết. Câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có vẻ là khá dân dã, nhưng mà nó vẫn còn có giá trị cho đến hiện nay và cho thấy vai trò quan trọng của thương lái. Chính vì thế, nhóm chúng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, đó là không nên loại bỏ thương lái trong thời điểm hiện nay. Xin được cảm ơn các cô gái của SD, rất là ấn tượng ạ. Các thành viên của TTH thân mến, bây giờ là 4 phút dành cho các bạn, xin mời. Tiếp theo là phần phản biện của nhóm chúng tôi. Các bạn nói rằng thương lái là một mắt xích quan trọng, là cánh tay nối dài của người nông dân đối đến với nhà sản xuất. Nhưng xin mọi người hãy nhìn lại thực tế hiện nay, có phải họ đang thể hiện đúng cái vai trò đắc lực của họ bằng một cách tích cực, hay họ đang đè nặng đã nặng càng nặng hơn lên đôi vai của người nông dân, khi mà họ phải gánh rất là nhiều vừa tác động của thiên nhiên và thêm một cái nữa tác động của con người là thương lái liên tục chèn ép giá. Và chúng tôi đã khẳng định rằng trong phần biện luận của mình, chúng tôi loại bỏ đi thương lái theo cách truyền thống và chúng tôi thay vào đó là hình thức shipper nông nghiệp. Shipper nông nghiệp sẽ thay thế tất cả các công việc mà thương lái đang làm. Họ đi thu gom, họ đi đến những vùng xa xôi hải đảo biên giới giống như bạn nói để họ thu mua, nhưng họ không được gọi là thương lái, bởi vì họ không, tiền thu nhập của họ không đến từ việc mua đi bán lại một cái loại hàng hóa, mà tiền của họ có được đó là từ doanh nghiệp sản xuất trả cho họ. Có thể thu nhập của họ sẽ giảm đi, sẽ không giàu, không nhiều bằng khi mà họ làm thương lái, nhưng vẫn đảm bảo được họ có thu nhập và người nông dân vẫn mang lại cái lợi ích và cái cân bằng cho người công nhân. Vậy tôi hỏi bạn, lợi ích giữ riêng cho thương lái và lợi ích chia đều cho tất cả mọi người trong nền kinh tế, trong xã hội, cái nào sẽ được lợi hơn? Các bạn liên tục khẳng định rằng thương lái là người đi mua, đi đến từng ngóc ngách, từng lo miếng cơm manh áo, tìm kiếm nguồn tiêu thụ đầu ra. Thì shipper nông nghiệp của chúng tôi, hình thức mà chúng tôi đưa ra hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả những gì mà người thương lái đã làm. Và với tất cả những lý lẽ của mình, chúng tôi vẫn một lần nữa khẳng định là chúng ta nên loại bỏ thương lái theo kiểu truyền thống và đưa vào một hình thức vận hành mới ạ. Như vậy là các bạn đã vừa tận dụng tối đa được khoảng thời gian mà mình có được là 4 phút để hoàn thành phần phản biện của mình. Và có thể nói là trải qua hai phần trình bày quan điểm cũng như là hai phần phản biện của các bạn, có thể thấy là lý do vì sao mà cả hai đội TTH và đội SD đã xuất sắc có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay, đúng không ạ? Các bạn chính là những đại diện xuất sắc nhất của Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi ngay bây giờ đây rất là muốn lắng nghe giám khảo Vũ Kim Hạnh ạ. Cô nhận xét như thế nào về hai phần thi vừa rồi của các bạn ạ? Các bạn ở bên nhóm SD thì có nhiều cái lập luận nó gần với lại sự thật hơn. Nhưng mà đáng tiếc là các bạn nói nó hơi lập cập quá. Mà đây là cái cuộc thi của mình là cuộc thi biện luận. Cho nên đầu tiên là tôi chỉ xin được bày tỏ là tôi rất hào hứng. Tôi rất là khâm phục các bạn đi đến cùng với cái lập luận của mình. Mặc dù tôi hơi phân vân một chút là đi đến cùng như vậy, nhưng mà các bạn có tin là các bạn đang nói đúng và đang đưa ra cái giải pháp đúng hay không? Tất nhiên chúng ta không quên là chủ đề của chúng ta là biện luận. Cảm ơn các bạn.
Và quả thật là các bạn chỉ mới bước vào phiên thi đấu đầu tiên, các bạn đã khiến cho ban giám khảo của chúng tôi đã phải rất là đau đầu để có thể chọn ra được đội nào xuất sắc hơn. Và như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng là trong cuộc thi ngày hôm nay, dù kết quả có như thế nào thì các bạn đều đã là những người chiến thắng, đúng không ạ? Một lần nữa chúc mừng các bạn rất nhiều vì các bạn đã hoàn thành thật tốt phần thi đầu tiên của mình, rất là năng lượng, rất là ấn tượng. Những sinh viên của Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau phần tranh tài gay cứng, ba thành viên của đội SD đến từ trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành tấm vé bước vào phiên biện luận cuối cùng của chương trình. Vẫn còn hai đội thi xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Luật tham gia chương trình lần này. Vậy ai sẽ là đối thủ của đội SD trong vòng thi cuối cùng của cuộc thi? Kính mời quý vị đón theo dõi phần tranh tài của hai đội trong số phát sóng kỳ sau.